chào các bạn. Hết dịch nên Vinh đã quay trở lại rồi đây. Không biết các bạn còn nhớ Vinh không ta? Dạ, gần đây Vinh thấy trên mạng có một quán lẩu cá viên được rất là nhiều các bạn trẻ yêu thích. Và quán nó lạ lắm nha. Quán theo phong cách Nhật nhưng lại bán nước lẩu Thái. Vinh cũng đang rất là tò mò. Bây giờ các bạn theo chân Vinh nha. But you don't even try. Still I'm bad. Có một điều rất là đặc biệt, nếu như bạn chưa có gấu thì đến đây ăn lẩu đi nha. Vừa được ôm gấu, vừa được ăn lẩu rồi đó. Mà không phải chỉ một em đâu. I want it và nói là ở Thái Sumo có rất là nhiều các loại cá viên luôn nha các bạn, gần 40 loại cá viên lận. Dạ sao ạ? Cho anh hỏi là mấy loại viên bên này của mình là có những loại nhân nào vậy? Dạ bên em có những loại nhân giống như là trứng cá, trứng tôm, chuối mực, ba chanh xả, gà phô mai hoặc là viên nhân cây. This to be real, I don't need no fairy tale. You don't need a killer, dragon for me. Ngọt và lẩu cay Hàn Quốc cho các bạn nào thích ăn cay đó nha. Và bây giờ thì mình kiếm bạn nào muốn vừa ăn lẩu vừa ôm gấu giống như Vinh thì hãy đến ngay Thái Sumo tại số 44 đường B5 quận Bình Thạnh. Và Thái Sumo còn đây có một chương trình khuyến mại rất là hấp dẫn, đó là quét mã code tặng ngay một lon Pepsi. Vừa ăn lẩu mà vừa uống Pepsi thì còn gì bằng đúng không nào? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how.